What topic can we do study today, do you think? What topic? You can choose you can choose em có thể tối chủ đề. Chủ đề hôm nay. If you had a free time, what should you do? Okay, so if you have free time, what should you do? Okay. Okay, so if I have free time for a long time, I would like to go travel. Go travel. Judy. Judy. Well, and you, what are you going to do if you have time? If I have free time, so I just spend my time to study English Okay. and other foreign languages. Oh, you are very diligent man who want to study, who want to speak foreign language or so. Yeah, that is good. Yes. Okay. So we're talking about our wishy when we have free time. Okay, me first. That is topic in English first. When I have free time, not short, and then not a one day, just for many days, like when I finish my work in here in Korea, so I travel and then and East South Asia. Because East South Asia and then good weather and in winter season, so I like traveling. This year I have planning to go Bali for surfing, and then actually surfing is my job, and then as a water sports, and so and then when I go Bali, and then this is the third time to visit Bali. The reason why I go to Bali is I would like to improve surfing skill, not only the physical skills, but also the kind of industry of surfing, and then seeing about many talented surfers, what they do, and then what the surfing industry changes, and then so and I have experience, and then I would like to adapt the course of surfing in my work and my work. So and then and I have planning to go to Bali and come back to Vietnam. I would like to stay on Phú Quốc and then doing stand-up paddleboard to improve. Next year, I have a plan to go to island, very far island, 54 kilometers. So, and then I would like to train myself in on Phú Quốc. So, and then also the, with my friend, and then we planning to go to Laos. Laos is a good country to travel. Very people are very kind, and then so, and then Mekong River, and I really looking forward to looking around and then learning about Laos. That is my plan when I have free time. Actually, this is a real because I would like to make a reservation ticket in November. Okay, so now I talk to Korean. Actually, you know, the engaged our life, talking that is better because we don't have to thinking. Because already and in the future we are doing that. We are doing. Actually, that is the planning. So and then we are talking about our future, not the plan. The plan.
not just imagination. So, and then you can also talk about real your plan when you have free time to study foreign languages. Okay, in Korean, 내가 시간이 있다면, 짧은 시간이 아니라 아주 긴 시간이 있다면 나는 여행을 할 겁니다. 실제로 나는 이번 시즌이 끝나면 여행을 계획하고 있고 여행을 실제로 갈 거예요. 동남아로 우선 갈 건데 동남아는 기후가 좋기 때문에 겨울 시즌에는 건기라서 기후가 좋기 때문에 동남아에 가는 것을 선호합니다. 하지만 한달 정도 발리에 가서 서핑을 하고 또 문화, 서핑 산업에 대해서 그다음에 교육 프로그램에 대해서 배우려고 합니다. 벌써 올해 가면 세 번째 가는 거고 나는 서핑과 같은 해양 스포츠 일을 하기 때문에 더 높은 비전이 필요하고 그래서 나는 발리에 갑니다. 발리에서 베트남에 돌아오면 후쿠옥에서 나는 패들보드 훈련을 할 거예요. 왜냐하면 내년에 정렬비열도라는 섬을 릴레이로 갈 계획인데 54km가 되기 때문에 아주 멀어요. 그래서 그걸 한 번에 가는 건 아니지만 시속 8km 정도로 5km 정도를 달릴 수 있는 실력이 필요합니다. 아마도 훈련을 통해서 나는 더 좋은 피지컬을 가질 수 있을 거예요. 더 몸이 좋아질 거라고 생각을 합니다. 그리고 나서 친구와 라오스도 방문할 예정입니다. 라오스는 처음 가는 나라인데 메콩강도 있고 라오스는 사람들도 뭐 친절하다고 얘기를 들어서 많이 기대가 되는 곳이기도 합니다. 이상 한국어로 내가 시간이 있을 때 나는 여행을 갈 거다라는 주제로 이야기를 했습니다. 캥베 또이세 노이베 이 또이고 또이잔 아, 또이, 에, 또이당 람백 라지. 또이 디, 또이세 디 주릭, 이 또이 고 또이잔, 자이. 남나이, 또이세 디, 동남아. 오. 비주, 동남아, 비주, 베트남, 라오스, 또이세, 디, 발리, 아. 데, 렌탑, 루아송, 렌탑, 루아송, 혹, 루아송, 주안 루아송, 종, 모탕, 덴, 니덴, 베트남, 후콕, 도이 디 후콕, 덴, 도이, 렌탑, SUP, 데, 땀지아, 내년, next year, 이니아 팅벨라지. Next year, năm sau. năm sau, ok. Năm sau tôi chúng ta sẽ sẽ đi đào xa đào từ năm mươi tám km đào and then Đảo. yeah bộ 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 bao bao sắp nên tôi bay lên tháp cô Ồ. physical Build muscle. okay practice and then boy Bambi
Chúng ta sẽ đi Laos, Laos có sông Mekong. Laos, tôi du lịch, tôi bị ở Laos. Tôi có kế hoạch đi du lịch xong. Ok. So this topic you today you speak very well. Cảm ơn. I can understand. Ok. Okay, so I'm getting better, Yeah, so you speak very better than before. Cảm ơn. Ok. Happy. Tốt. Tốt nhất. Ok, then your turn to say when you have time, you will study. So, see your plan. Okay. When I have the free time, I enjoy engaging in various activities. I often reading books because I want to improve my my I want to improve my knowledge, my languages, and I want to open my mind. And I take a walk in the near my play, something like jogging or hiking, and I want to clean up my room and cook my favorite food for myself. What's your favorite food? Ramen. Okay, simple, ramen. Okay, Okay. I see. Okay. Additionally, I like watching the movie. I want to watching movie to can learn language from movie. Because so I hope to study on the book. Most actually, I can go to what should I what should the people say in the life? That's why I want to watching movie to improve my language also. Okay. And when I go to my company while I listen to music in English or in Japanese or in Korean, something like that. Very good. Yes, music is a And sounds good, sounds good. I think so I have to do more exercise because so right now I less do exercise. That's why my stomach become bigger. Okay, you got Yeah, a fat. Okay, same. my belly become a bit bigger. So am I, Sometimes I thinking about travel to other country, something Korea or Indonesia and Thailand. Yeah, because it's very close to my country, and Yeah, good. I also practice my language when I learning right now. Okay. And I think I should meet up with my friend, my old friend, my best friend in Vietnam because long time I can And couldn't say, yeah, meet meet. connect with them. Yeah, and maybe when I come back to Vietnam, I think I have to run all the day Yeah, okay. with my friend. Good, yeah. Do you know the run? During, yeah. Yeah, I drink until I On drink every day. cafe. You're every day? Oh, yes. Yeah. Vietnamese people drink beer, Yeah, but maybe Korea people and Japan people, they drink beer, don't need ice. nhạt. Yeah, actually, we don't need ice because we use refrigerator.
But I know that Vietnamese people use always ice. Yeah, with ice and beer, and then yeah, I know. And That's also why Japanese people and Korean people are strong about alcohol. Yeah. And so, Korean people like soju. Soju, you know soju? I see. I have been enjoy soju in Vietnam and in Japan. In supermarket also sell soju. So right now, next I speak Vietnamese to you. Khi tôi có thời gian rảnh, tôi thích tham gia nhiều hoạt động khác nhau. Tôi thường đọc sách. Tôi muốn mở rộng kiến thức. Tôi muốn cải thiện ngôn ngữ của tôi. Tôi muốn biết nhiều nơi mà tôi chưa đến nhờ vào việc đọc sách. Hoặc là tôi có thể đi dạo những nơi mà gần chỗ tôi sinh sống, chẳng hạn như chạy bộ, Chạy tập thể bộ. dục, hoặc là nấu ăn. Tôi thích nấu ăn những món ăn mà tôi yêu thích. Làm hết. Ngoài ra tôi cũng muốn xem phim để cải thiện ngôn ngữ. Thật sự tôi dùng ChatGPT hay là tôi sử dụng những app để tôi học ngoại ngữ, nhưng tôi vẫn chưa có thể hiểu được người bản xứ họ nói những gì trong cuộc sống. Và từ công ty đến từ nhà tôi đến công ty trong thì tôi có thể mở CD trong ô tô để có thể nghe nhạc Hàn Quốc hay là nghe tiếng Anh, nghe tiếng Nhật để cải thiện trình độ nghe của tôi. Và tôi nghĩ tôi cũng nên cần phải tập thể dục nhiều hơn, vì dạo gần nay tôi lười tập thể dục nên bụng tôi bắt đầu trở nên bự. Thỉnh thoảng tôi cũng suy nghĩ về du lịch một đất nước nào đó, chẳng hạn như là Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan, và tôi muốn gặp những bạn bè cũ và những bạn bè tốt của tôi khi tôi trở về Việt Nam. Tôi nghĩ tôi sẽ uống thật nhiều bia với bạn bè tôi cho đến khi say thì thôi. Vui đó, vui đó. Với đá, uống bia với đá. Nóng bôi với đá. Tôi uống được khoảng 5 lon bia. Really? Năm ông bia. How many can of beer do you can drink? Me too, Oh, năm. you're very strong. But not Korean, Vietnamese. Vietnamese be ông bia là smaller than Korean. Korean a little bigger. The alcohol and then big and too much. But like Saigon, Tiger and Bibina or some Bababa and Toy Tik. Toy Tik or Vietnam on beer. I keep doing, yes.지금 저는 한국어로 이야기 할게요. 제가 여유 시간 있으면 저는 다양한 활동에 참여하는 것 좋아합니다. 저는 자주 책으로 읽어요. 책으로 그래도 읽어요. 후에 산책하거나 요리 요리해요. 저는 음식 저는 음식 요리를 합니다. 좋아하는 음식?
좋아하는 음식은 라면입니다. 네, 맞아요. 또한, 영화로, Oh no. 녹누? 영화, 영화 보기, 합니다. 좋아합니다. 합니다. 리조, 리조. 바이사오. 외국어 의회 공부? 공부하래. 의회 하 의회 하령 공부해요. 오케이. 아파트 부터 회사까지 음악 듣기 입니다. 막 그렇게. 좋아해요. 어떻게 가요? 드라이브? 차를 운전해서 가요. 전 운전. 운전 동안 운전하는 동안 음악 듣기 좋아해요. 네. 영어로 음악 듣기 일본어 음악 듣기 자주 들어요. 네. 저는 운동 하기도 좋아해요. 그래서 배가 운동하면 배가 들어가요. 네. 가끔 저는 외국 여행? 나라 여행하고 싶어요. 어느 나라? 저는 어느 나라? 한국 나라, 인도네시아 나라, 태국 나라 이에요. 네. 그래서 나라든 베트남 가끔 가까워요. 태국. 가까워요. 저는 베트남에 간 때, 친구? 친구와 맥주 자주 마셔요. 그래서 전마 시간 안 봐요. 네. 오케이. 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 이제 문장 할게요. 도이세 노이 대한 유세 안 된대. 나는 베트남에 가면 공원에서 산책하는 것을 좋아해요. Nếu tôi làm việc ở Việt Nam, tôi thích đọc sách ở công viên. If I working in Vietnam, I will reading book at the Thiên Bích, bar. Trời Giang, Cao Trời Giang. Nè, nếu tôi chịu khó, nếu tôi học tiếng Hàn mỗi ngày trong vòng 1 năm, tôi nghĩ tôi có thể nói chuyện được với người Hàn. Như tôi bộ tôi 1년간 뭐 한다면 내가 뭐 한다면 tôi có thể 나는 뭐할수 있다. 그러니까 너무 어려운데. 자, Câu cao dài. dài hả? If I học study Korean a Một bài year, I một think I can talk with Korean people. Okay, đồng lời. Sujung AI, you should make
Vocabulary, use Yeah. vocabulary, the posture, and also listening is very important, but two things important: building vocabulary and then listening. Speaking, it's okay if you have a listen and then know many words, so many words. But when you study, I recommend you use AI, because you study traditional way, but it's very limited. The words was, and then you study, and then very limited. But if you study using AI, and then you can creative sound out, creative way to, because you are interested in your topic. And you can find some you can in you can use English, you can make in English the topic, translate Vietnamese and Korean like me, and then you read Korean. Then so you understand the Korean, the whole story, because you already read English and Vietnamese. So and then using AI is a good way nowadays, because you want to 1 year, spend 1 year to learn Korean. But if you not build vocabulary and you cannot listen, at same, I have planned 1 year to study Vietnamese. But I should build vocabulary. Now I reach a little bit good, but very difficult still. And also listening, I practice listening, and then listening is very important, because without listening, and then you cannot speak. So, but you know, and then common situation. People don't think about your level. You know. In normal communication, and then people don't think about your level. So, and then people talk and then very fast, because speaking normally fast. So, and then you should familiar with the common life conversation. So it's good way to watch movie, or it's a good way to you can watch it some Korean. Maybe you can follow up the Korean news or Korean drama or Korean presentation, like and some you know, Sebashi, and or they kind of on YouTube, many Korean people presentation, or they talk about economic, they talk about international economic or politics. So, and then you watch it. And then I also doing. And then when I studied English, now I really watch it, TED Talk or Google Talk, and many contents. And then now I'm quite interested in Vietnamese conversation, and or I watch some present Shark Tank or something in Vietnam. Okay, so we keep doing. Okay, one more sentence in Korean. Okay.사람들은 이른 아침에 바다에서 수영하고 있어요. Nếu trời có mây thì tôi sẽ đi đi tắm biển, đi tắm.
Cối Đi cối bơi, đi bơi, đi ừ, đi bơi. bơi sang sang chấm chấm y đừng Ừ. y chịch y chịch Can sao you tư là change your slide people are swimming in the sea early morning. to People are swimming in the sea early morning. English? Tiếng Việt. Ừ? Mọi người tắm tắm ở Bien. tại ở Ôi. biển. Bien. Sang. Sang chấm. À. Early morning. À. Early Buổi morning. chỉ buổi sáng. Buổi sáng. Buổi sáng. À. Buổi sáng. Buổi sáng. Achim. À chim, à chim. Chăm. Or ilchik, ilchik. Early, Thì early. chị Ollie. Early morning, early. Chị tắm buổi sáng. Chị bơi ở buổi sáng. Sang means achim. Sáng à chim. Ilchik, ilchik. Early. Chăm, chăm. Tiếng Việt. Ilchik, ilchik. Ý chí Early. only là chỉ Chí buổi sáng just chí ok ok so your turn easy chị Yang tao chị Yang Mỗi ngày tôi uống 2 lít nước lọc. mà đã nên 물을 마셔요 nước tốt là gì? Nước lọc là nước đây này, nước 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 lọc trắng đấy. nước bùl bùl Mình bùl mà sao tu tu Richter. hai hai liter I will drink 2 liters of water ok every every day. day two bottle ok 나는 매일 두 병의 물을 마셔요. 2리터의 물을 마셔요. 오케이. One more. 시장에서 우리는 시장에서 채소, 물고기, 과일을 살수 있어요. 우리는 시장에서 채소, 물고기, 과일을 살수 있어요. Ở nơi nghỉ ngơi suy chan시장, chỗ, ở시중. ở chỗ ở ở chỗ thì tôi có mua bulgogi. Tôi đã mua bulgogi mua Bulgogi là cá. bulgogi là mua cá với món gì nữa đấy em không nghe được.채소, 물고기, 과일, 과일. Chê xô là rau. Lau, Ừ, 물고기. mua cá và mua rau. Quail, quail. Quay là trái cây. Trái cây. Sai su Ừ. isseoyo. Chê Sai, xô sada, sada, sada. à, tôi đã Sai su mua 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 isseoyo. Có thể mua. ừ, tôi có thể mua cá, mua trái cây, mua rau ở chi chan là Chỗ ở chỗ đó. Ok, so một câu tiếng Ê, bây giờ em nói không? My turn. Việt I will speak a sentence in Vietnamese for you. Sau khi thức dậy, bạn thường làm gì? Sau khi thức dậy, bạn thường làm gì? Bạn thường làm gì là bạn thường làm sau khi thức dậy
이거 한 후에 너는 뭘할 거냐? 특 람지 공부한 다음에 뭐할 거야? 사오키 특 람지. 자주 mua hiểu. What do you usually do after wake up? Thức dậy,일어나다, wake up. Sau ban thức dậy, ban chung 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 보통 무슨 일 하냐? Tôi học tiếng Việt. Really? because vì tôi thức dậy chậm buổi sáng. Dạy trễ à Buổi sáng lúc 5 giờ sáng. 5 giờ. 5 giờ sáng tôi đã viết giống nhật ký giống nói sử dụng giống nói nhật ký and tôi dịch tiếng Anh nên tiếng Hàn và tiếng Việt tôi đã đúc tiếng Việt nên học tiếng Việt and tôi lên tháp nè and then tôi lên tháp nồi nồi tiếng Việt nên Good ok yeah tôi là học sinh tốt. student. ok, Này. so tôi học Một giờ. mojo nên ăn sáng tôi đi làm lúa xong chơi chút hôm nay hai lần tôi đã đi lúa xong. Hôm nay xong luôn nên xong luôn chiều mắm mẹ Thủy triều, thủy triều mạnh, mạnh chiều dữ. mắm mẹ nên chiều chiều nhanh 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 nên very very strong and wave and I enjoy surfing. Teacher, when you surfing, I want you take some video I and I have want see. video. I have video. I show you. I show you. Okay. And then after studying, I show you. I have a YouTube. You know my YouTube channel? There's some video I upload. Okay, I show you. Okay, then home night and then maybe almost time up. Time up. Yes. You have rest and then tomorrow maybe a holiday in Korea and then the Gaechanseol special day holiday Space ở đây. what is the holiday thing bit Laji Là kỳ nghỉ. kỳ nghỉ ngày mai là kỳ nghỉ tôi have tôi cô chú cắt tôi cô